quý vị, thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, một số bà con dân tộc thiểu số vì thiếu hiểu biết mà sập bẫy của những kẻ lừa đảo giả danh sự tốt bụng. Thủ đoạn của bọn chúng là yêu cầu một số hộ sang tên đất đai để chúng có thể vay được ngân hàng một số tiền lớn. Từ đó có thể giúp cho những hộ này có tiền trang trải nợ nần và sau từ 5 đến 10 năm nếu hoàn tiền lại, chúng sẽ sang tên sở hữu sổ đỏ lại cho bà con. Với thủ đoạn này thì nhiều hộ sau khi sang tên đất chẳng những không nhận được tiền vay mà còn đối diện với thảm cảnh mất cả chì lẫn chài. Phóng viên Toàn cảnh 24 giờ đã có những ghi nhận thực tế từ một số nạn nhân. Mấy ngày gần đây, chị Hờ Két Đi Ê và chị Hờ Giót Buôn Giá ở xã Rây Bờ Hăng, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk như ngồi trên đống lửa vì đất đai tài sản có thể mất trắng vì cả tin vào lòng tốt của kẻ lừa đảo. Trước đó, chị Hờ Két và Hờ Giót có nợ ngân hàng số tiền là 270 triệu, đến hạn nhưng chưa có tiền để trả. Tại thời điểm đó, có một người đến nói là sẽ giúp cho hai gia đình đi vay tiền để đáo hạn ngân hàng và trả lãi giùm. Với điều kiện ghi trong hợp đồng là hai gia đình phải sang nhượng hơn 2 hectare đất cho người này và trong thời hạn 5 đến 10 năm, người này sẽ sang nhượng đất lại. Để tạo lòng tin, người này đã cho hai gia đình trên vay tiền để có trả, đáo hạn cho ngân hàng. Sang tên xong, ông nói là yên tâm đi chị, đừng có sợ mất đất đai này nọ, em không bán đất đai của chị đâu. Sang tên đất cho em được vay nhiều, còn người đông bà họ không cho vay nhiều, ngân hàng không cho vay nhiều. Ông Thiên nói em vay cho chị, em trả lại hết cho chị, em không có giữ một đồng một xu, nói như vậy. Mình nói là nếu mà như vậy thì là em sang tên cũng được. Sau một thời gian dài, giờ thì hai gia đình chị Hờ Két và Hờ Giót mới hiểu người đứng ra vay tiền giúp cho mình là với ý đồ lấy, đổi đất và chiếm dụng sổ đỏ. Anh chị kiếm tiền đi, cả gốc và lãi là thành 800 triệu, đu sổ tiền 800 triệu đó em mới sang tên lại cho chị. Chị giờ thấy là ông Thiền lừa gia đình chị rồi, cứ 2-3 ngày là dọa, nó nói là chỗ đất đó là đất của tao rồi, nhà của tao rồi, đừng có ở đó nữa. Đuổi hết tất cả gia đình ra ngoài hết. Buồn mình cũng muốn ăn ngủ không được luôn. Bây giờ mình biết ông lừa mình rồi. Ngoài hai gia đình trên, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng cầu cứu đến chính quyền về việc bỗng dưng mất đất mà món nợ vay ngân hàng thì ngày càng phát sinh. Qua những vụ việc trên, các hộ dân cần hết sức lưu tâm cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo này.